vọng mới, chúc cho quê hương Ninh Bình của chúng ta ngày càng phát triển, giàu mạnh hơn. Chương trình truyền hình Chào Xuân Mới của Đài Phát Thanh và Truyền hình Ninh Bình đến đây xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau, bắt đầu từ lúc 5:30 sáng nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị.